Chào các bạn và sau đây là diễn biến thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày mai, mùng 8 tháng 9 năm 2023. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Bắc Bộ. Nhìn chung thì trong đêm nay và rạng sáng mai, thời tiết toàn vùng phổ biến sẽ tạnh ráo, mưa rải rác ở một vài nơi. Như chúng ta đang thấy ở trên biểu đồ thì mưa dự kiến sẽ tập trung tại vùng đồng bằng Bắc Bộ, có nơi mưa vừa mưa to kèm dông sét mạnh. Mưa lớn có thể đổ bộ xuống các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và rải rác ở một vài tỉnh miền núi phía Bắc của Bắc Bộ. Sang ngày mai thì miền Bắc dự kiến buổi sáng nắng, có nơi là có thể có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 34 độ và có nơi cao hơn, trời quang mây. Còn sang đến buổi chiều thì trời sẽ chuyển mưa dông rải rác nhưng chủ yếu là mưa nhỏ và mưa có thể kéo dài tới tối. Đặc biệt là vào ban đêm thì khu vực Trung Du và miền núi sẽ có mưa dông trên diện rộng, có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa và mưa to. Và lượng mưa lớn nhất như chúng ta đang thấy ở đây dự kiến sẽ đổ bộ xuống các tỉnh Hà Giang, Bắc Giang, Tuyên Quang. Trong cơn dông chúng ta cũng cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhận định xa hơn thì rất có thể từ khoảng ngày 9 đến ngày 12 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa dông trên diện rộng. Chuyển sang thời tiết miền Trung. Thì tại miền Trung, trong ngày mai thì thời tiết nhìn chung vẫn duy trì cái hình thái là sáng nắng chiều mưa. Buổi sáng toàn miền sẽ có nắng, có nơi nắng nóng, trời quang mây, với mức nhiệt cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Thì nhìn chung ở đây, những cái vùng mà có nhiệt độ từ 33 đến 34 độ thì nó đã đạt ngưỡng nắng nóng. Và cái nhiệt độ mà khi dự báo ở trong các bản tin thời tiết nó sẽ có cái sự thay đổi. So với cái nhiệt độ cảm nhận của chúng ta, dự kiến là sẽ chênh lệch từ khoảng 2 đến 4 độ tùy vào các điều kiện môi trường, các điều kiện mặt đệm, ví dụ như là bê tông hoặc là đường nhựa. Còn sang đến chiều thì toàn miền Trung sẽ có mưa dông trên diện rộng. Các tỉnh Trung Trung Bộ từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Và đáng chú ý hơn là mưa tại miền Trung có thể kéo dài tới tối. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, thì Tây Nguyên trong ngày mai buổi sáng sẽ có nắng gián đoạn. Sang đến chiều, mưa dông sẽ xuất hiện trên diện rộng toàn khu vực. Ban đêm thì cũng các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk có thể sẽ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên trong ngày mai dự kiến chủ yếu dao động quanh mức từ 27 đến 29 độ, có nơi cao hơn. Nhìn chung thì tiết trời khá là mát mẻ và dễ chịu. Lùi xuống phía Nam thì trong đêm nay và rạng sáng mai, vùng ven biển các tỉnh Tây Nam Bộ dự kiến sẽ có mưa rải rác. Buổi sáng toàn miền có nắng gián đoạn, mưa rải rác lốm đốm ở một vài nơi. Sang đến trưa chiều thì trời chuyển mưa dông trên diện rộng và có nơi sẽ có mưa vừa mưa to. Riêng tại Tây Nam Bộ, các tỉnh có mưa lớn có thể kể đến là Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Bạc Liêu, Đồng Tháp. Còn tại vùng Đông Nam Bộ, những nơi có mưa lớn mà chúng ta có thể thấy trên bản đồ là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước. Và dự kiến trong ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại miền Nam dao động chủ yếu từ 30 đến 32 độ và có nơi có thể cao hơn. Trong những đợt mưa dông kéo dài như hiện tại thì chúng ta cũng cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét tại những cái vùng cao, cùng với đó là ngập úng tại các khu vực trũng thấp đô thị. Và để đảm bảo an toàn thì các chủ kho bãi ở những vùng thấp ngập nước cần di dời và kê cao hàng hóa. Người dân ở những vùng ngập thì tốt nhất nên cắt các thiết bị điện hoặc đưa các thiết bị điện lên cao để tránh xảy ra sự cố chập điện gây nguy hiểm đến tính mạng. Và trong những đợt mưa to kèm dông thì chúng ta cũng không nên trèo lên sân thượng và mái nhà để phơi phóng quần áo, quét lá, sửa chữa điện nhằm tránh nguy cơ thương vong do rò rỉ điện có thể xảy ra. Bản tin thời tiết của Zalo ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Đừng quên để lại một like, một comment ở bên dưới và nhấn nút quan tâm official account thời tiết của Zalo nha. Vào 7 giờ 10 phút hàng ngày, Zalo sẽ cập nhật những thông tin hot nhất, thú vị nhất và nóng hổi nhất về thời tiết. Mọi người nhớ bấm vào xem nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.